Chuyên chuyên ở nhà nhớ chăm sóc vợ nha. Ê đúng rồi, chăm sóc cả con gái này nha. Ê rồi, mẹ đi ra ngoài một tí về nha. Chăm sóc tốt rồi mẹ nha, về mẹ thưởng nha, nhớ chưa? Đi đâu á? Con đi đâu? Ê con mang ra cái túi thịt khô ra làm gì hả? Con mang tới đây à, mang cho vợ ăn hả? Mang cho vợ ăn. Rồi để mẹ rồi 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 để mẹ lấy cho vợ ăn ha. Rồi ví dụ trời ơi đi rồi hơi hơi cũng ăn đi ha. Rồi nhất là bà nội nè. Ở nhà ăn no rồi ngoan, nhớ chưa? Chưa vào, dừng dừng ăn, bye bye mẹ đi nào. Ê đúng rồi, bye bye.